Bánh tráng là một trong những món ăn không thể thiếu trong bữa cơm gia đình người Việt. Vì thế, các làng nghề truyền thống sản xuất bánh tráng ở miền núi Quảng Nam hối hả sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường trong những ngày nắng nóng. Vào thời điểm này, tại làng nghề làm bánh tráng Dương Đàn, Đàn Trung, Ngọc Tú, đầu đầu cũng thấy hình ảnh những hàng dĩ bánh tráng phơi đầy sân. Theo chia sẻ của bà con nơi đây, làng nghề hoạt động quanh năm, nhưng sôi động nhất là vào giai đoạn những ngày giáp Tết. Theo đó, cứ vào khoảng cuối tháng 11 âm lịch là những chủ lò lại tất bật chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng phục vụ cho thị trường Tết cổ truyền. Đã trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, làng bánh tráng Dương Đàn ngày nay có khoảng 50 hộ sản xuất. Trong đó, 36 hộ hoạt động thường xuyên và 14 hộ chỉ làm dịp Tết. Trung bình vào vụ Tết, mỗi lò sản xuất từ 2.000 đến 6.000 bánh, với giá dao động từ 45.000 đến 65.000 đồng 100 bánh, cho thu nhập từ 200.000 đến 600.000 đồng một ngày. Bà Phan Thị Thùy Linh, một thợ làm bánh tráng tại thôn Trung Hạ, chia sẻ: để có bánh tráng ngon, phải lựa chọn loại gạo trang nông, gạo xiệt. Các giống gạo được sản xuất tại địa phương làm nguyên liệu. Riêng bánh để nướng thì chế biến có đủ 5 thứ gia vị: mắm, muối, đường, tỏi và mè. Mỗi cái bánh phải tráng làm 2 lớp và phải sắp trên bếp than hồng thì bánh mới ngon. Mỗi dịp Tết, bánh tráng là thứ không thể thiếu trên mâm cúng gia tiên, đãi tiệc bạn bè, người thân của người dân Quảng Nam. Vậy nên, thời điểm trước Tết, đơn đặt hàng làm bánh tráng ở các cơ sở tại Quế Trung rất nhiều. Bà Linh còn cho biết, bánh tráng ở đây hoàn toàn không có phụ gia, được làm thủ công và đặc biệt là sấy bằng than chứ không phơi nắng như những nơi khác, nên bánh giữ được hương vị truyền thống, người tiêu dùng rất ưa chuộng. Hiện nay, trên địa bàn xã Quế Trung có hơn 30 hộ sản xuất bánh tráng, giải quyết việc làm cho hơn 100 lao động. Những năm trước, làng nghề bánh tráng Quế Trung chỉ sản xuất để tiêu thụ nhỏ lẻ tại địa phương. Nhưng gần đây, để tìm hướng đi mới cho làng nghề, các ban ngành địa phương đã vào cuộc hỗ trợ, giúp đỡ người dân thay đổi phương thức làm bánh, hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm. Chính quyền địa phương cũng tìm các nguồn kinh phí để hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất cho bà con. Như Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Nông Sơn giúp làng nghề trong khâu thiết kế in bao bì, giới thiệu tham gia các hội chợ thương mại để quảng bá sản phẩm, hỗ trợ 5 hộ mua máy xay bột với mức 3 triệu đồng một hộ từ nguồn vốn khuyến công. Đến nay, sản phẩm bánh tráng Quế Trung đã mở rộng thị trường tiêu thụ ra các địa phương lân cận. Ước tính mỗi năm làng nghề cung cấp cho thị trường gần 10 tấn bánh tráng, thu nhập bình quân mỗi lao động 36 triệu đồng một năm.
Thank you.